trong chiến thắng của AS Roma trước Lecce tại vòng 6 Serie A 2019-2020. Trung vệ Chris Smalling tại đây đấu ấn tượng với thống kê khiến cho fan MU cảm thấy tiếc nuối. Trên sân Comunale Via de Mare của Lecce, các vị khách AS Roma đã giành thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 nhờ bàn thắng của chân sút Edin Dzeko. Tuy nhiên, Chris Smalling mới là người được bình chọn danh hiệu cầu thủ hay nhất trận. Trước Lecce, ngôi sao người Anh đã sở hữu một loạt thống kê ấn tượng. Cụ thể, anh giành 100% chiến thắng trong các pha không chiến 7/7 lần, tác phong chính xác 100% 2/2 lần, không chiến tốt nhất với 3 lần, cắt bóng nhiều nhất 2 lần, thu hồi bóng nhiều nhất 10 lần, sút nhiều nhất với 4 lần, cản phá cú sút nhiều nhất với 2 lần. Với màn trình diễn ổn định của Smalling trong màu áo mới, không ít cổ động viên MU cảm thấy tiếc nuối. Ở mùa giải 2019-2020, MU thay Smalling bằng bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử 80 triệu bảng mang tên Hakim Maguire của Leicester City. Tuy nhiên, Maguire là chưa đáp ứng được yêu cầu, còn Victor Lindelof lại cho thấy điểm yếu về khả năng không chiến. Cầu thủ người Thụy Điển không chiến rất tệ và nhiều lần khiến MU trực tiếp mất điểm ở mùa giải này, thua 1-2 trước Crystal Palace và hòa 1-1 trước Southampton. Hiện tại, Roma đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng Serie A 2019-2020 với 11 điểm sau 6 trận đấu. Trong khi đó, MU tạm xếp thứ 11 ở ngoại hạng Anh, nhưng họ có thể cải thiện được vị trí này nếu đánh bại Arsenal vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 1 tháng 10.